Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi một game là thử thách tự kinh dị tôi sợ hãi hả? Thì do game này là họ bán với giá nửa đô la, mình có mua cái game này nên mình chỉ chơi được trên nền web, và mình đã thử phóng to rồi nhưng game chỉ có như đây thôi. Nói chơi chủ yếu là làm sao giữ được trái banh lâu nhất có thể ha. Và không bị ảnh hưởng của những vật đáng sợ ha. Mình chỉ lo là bị rớt cái banh thôi. Nhiều khi mình lo tập trung nhìn vô trái banh thay nhìn những hình ảnh kinh dị ha. Có lẽ sau khi mình chơi xong mình sẽ coi lại, tại vì lo sợ trái banh nó rớt là coi như thua ha. Đó có gì đâu mà sợ. Ô, coi như mình đã thắng game này rồi. Coi như game tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người ha. Cũng không có gì đáng sợ lắm.